Lily à, Hân đâu rồi? Hân đâu rồi Lily? Hân ơi! Hân ơi! Ủa, vẫn ngủ á? Ốm à? Cảm thấy trong người như nào rồi? Mệt cháu thấy mệt lắm. Mệt á? Ừ. Chú mua cho cháu ít hoa quả này. Đây, chú xem nào. Ôi dồi, cháu sốt rồi. Ở đây nhá, ở đây đợi chú nhá. Chú đi cho cái khăn mặt chú ấy cho. Dạ. Nha, cháu cứ nằm đây nghỉ nhá. Ừ. Tí nữa dậy thì ăn hoa quả. Tí nữa hoa quả luôn. Vẫn mệt chưa? Mệt lắm à, con cứ nằm nghỉ đi nhá. Để chú ấy thì chú nấu cháo cho. Thank you.
Thôi ơi, dạy em cháo này, thì một cháo này. Tốt rồi. Thì chú khỏi cháo ra ăn nhá. Ăn cháo vào nó mới khỏe được. À, có dậy được không? À, đây, có cái khăn này. Ngon không? Có. Có mình thấy đắng miệng không? Cố ăn đi nhá, xong rồi đi bổ thuốc nhá. Hôm nay chú vào dưới này cho cháu cái nhà tắm. Ừ. Mưa gió vào đi tắm. Ừ, tắm ngoài trời nhiều khi mưa gió là bị cảm. Chú thấy mệt lắm à? Ừ. Nãy chú vừa cho gà của cháu ăn rồi đấy. Cho gà cho chim một câu ăn rồi. Lily chưa cho ăn. Cháu không ăn đâu, cháu thấy đắng miệng lắm. Chú cứ để đây tí cháu ăn. Ừ, thế chú để đây tí cháu ăn nhé. Thế cháu ăn xong để uống thuốc nhé. Vâng. Để chú bốc cam cho cháu ăn nhé. Sáng nay chú muốn mua đấy. Tí ăn thêm cháo là nữa nhá. Thank you.
đấy tí chú cất cho. Cứ để đấy tí chú rửa cho. Đỡ mệt chưa? Ừ, thế đi vào nhà nghỉ đi nhá. Đây cháu uống thuốc này. Cháu uống thuốc đi. Uống đi cho nhanh khỏi. Cho vào miệng đi. Nóng không? Cháu có nóng không? Dạ. Cháu đi nghỉ đi nhá. Dạ. Cháu đỡ rồi. Có đói không? Đói. Thì chú pha cháo cho nhé. Đỡ ốm chưa? Cháu đỡ rồi ạ. Ừ. Uống thuốc mà thấy khỏe hẳn nhỉ? Vâng. Sáng nhìn vào thì mặt buồn buồn. Anh ơi, dạ. Bây giờ cháu đưa hộ cho chú để chú lợp nhé. Dạ. Đứng dưới đưa chú. Rồi, đưa chú. Thank you.
Thank you.
Để chú làm cho, chú làm sắp xong rồi mà. Dạ. Có khát nước không? Không ạ. Có đói không? Không. Tí chú nấu cháo cho, nhé.